Đơn vị ít giá chứng khoán là mức giá tối thiểu theo quy định trong đặt giá chứng khoán, có thể tác động đến tính thanh khoản thị trường. Đơn vị ít giá được áp dụng trong việc định giá một cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ. Ví dụ, đơn vị ít giá nhỏ nhất tại Thái Lan, Đài Loan khoảng 7 đồng, Singapore 16 đồng, Hàn Quốc 19 đồng. Thông thường, đơn vị ít giá chỉ áp dụng đối với các giao dịch khớp lệnh, giao dịch thỏa thuận thường không quy định đơn vị ít giá. Quy định về đơn vị ít giá chứng khoán tại số giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE. Đối với cổ phiếu thì cổ phiếu có mức giá dưới 10.000 là 10, từ 10.000 đến 49.950 là 50, cao hơn hoặc bằng 50.000 là 100 đồng. Đối với chứng chỉ quỹ ETF, áp dụng đơn vị ít giá 10 đồng cho tất cả các mức giá. Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX, thì đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng là 100 đồng với tất cả các mức giá. Đối với chứng chỉ quỹ ETF, áp dụng đơn vị ít giá 1 đồng cho tất cả các mức giá. Ví dụ, cổ phiếu BIT niêm yết trên sàn HOSE có mức giá cuối là 44.25, một cổ phiếu BIT có giá 44.250 đồng. Theo quy định của HOSE, đơn vị ít giá của cổ phiếu này là 50 đồng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán với giá tăng hoặc giảm 50 đồng như các mức giá 44.20, 44.15 hoặc 44.30, 44.35, 44.40. Với đơn vị ít giá hẹp, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn đặt lệnh, giúp thị trường tăng thanh khoản vì mức giá càng nhỏ, nhà đầu tư càng dễ mua bán, nhất là đối với các mã có thị giá thấp. Tuy nhiên, lệnh giao dịch có thể bị dàn trải. Ngược lại, quy định đơn vị ít giá rộng mang lại sự tập trung về mức giá, nhưng lại hạn chế sự lựa chọn mức giá của nhà đầu tư.